Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập một số bài tập. Nội dung gồm có những phần sau đây. Thứ nhất là sử dụng ký hiệu hóa học. Thứ hai là so sánh khối lượng nguyên tử. Thứ ba là tìm khối lượng nguyên tử theo đơn vị gam. Thứ tư là tìm phân tử khó. Đầu tiên là phần sử dụng ký hiệu hóa học. Sau đây là một bài tập ví dụ minh họa. Các em hãy dùng chữ số và ký hiệu hóa học để diễn đạt các ý sau. Thì để diễn đạt những ý này, chúng ta cần phải thuộc bảng ký hiệu hóa học. Các bạn chúng ta sẽ quan sát trong trang số 42. Thứ hai là trường hợp bài tập ngược lại là cho biết ý nghĩa của các cách viết sau. Cũng tương tự, chúng ta phải thuộc được ký hiệu hóa học đó tương ứng với tên của nguyên tố nào. Ví dụ 15Cu nghĩa là 15 nguyên tử đồng. So sánh khối lượng của các nguyên tử. Nguyên tử carbon có nguyên tử khối là 12, nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với các nguyên tử sau? Thì để làm được bài tập nhận này, chúng ta cần phải quan sát được xem cái nào nặng hơn hay nhẹ hơn và lập phép chia để so sánh coi nặng hay nhẹ hơn gấp bao nhiêu lần. Tính các khối lượng nguyên tử theo đơn vị gam. Thì công thức tính đơn giản nhất, chúng ta lấy số lượng nguyên tử nhân với nguyên tử khối, rồi nhân với con số 1,66 nhân 10^-24. Đơn vị thu được sẽ là gam. Và để tính phân tử khối các phân tử sau, thì ta chỉ cần nhớ lấy các nguyên tử khối cộng lại với nhau.